này thiện hiện do nhân duyên này nên biết tất cả pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn nếu tất cả pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh, thì vì sao như lai đối với tất cả pháp vô tánh làm tánh hiện đẳng tránh giác? Hiện đẳng tránh giác rồi đối với tất cả pháp và các cảnh giới đều được tự tại. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, tất cả Pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh. Ta xưa khi tu học đạo Bồ Tát, không điên đảo, tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa, lìa dục, pháp ác, bất thiện, có tầm, có từ, đi sanh, hỉ, lạc, nhập sơ thiền và an trụ trọn vẹn, tầm từ tịch tịnh trong tâm bình đẳng thanh tịnh, tâm tánh chuyên nhất, không tầm không từ, định sanh hỷ lạc, nhập đệ nhị thiền an trụ trọn vẹn, ly hỷ trụ xả, tránh niệm tránh chi, thân thọ lạc, bậc thánh dạy nên xả, nhập đệ tam thiền và an trụ trọn vẹn. Trước phải đoạn lạc, đoạn khổ, mừng lo tan biến, chẳng khổ, chẳng vui, xả niệm thanh tịnh, nhập đệ tứ thiền, an trụ trọn vẹn khi ấy ta đối với các tịnh lự và chi tịnh lự tuy khéo thủ tướng nhưng không chấp trước đối với các tịnh lự và chi tịnh lự hoàn toàn không mê đắm đối với các tịnh lự và chi tịnh lự hoàn toàn không sở đắc khi ấy đối với các tịnh lự ta dùng hành tướng thanh tịnh vô phân biệt an trụ trọn vẹn khi ấy đối với các tịnh lự và chi tịnh lự ta thuần thục rồi, khiến tâm phát khỏi thần cảnh trí chứng thông, cũng khiến tâm phát khỏi thiên nhĩ trí chứng thông, cũng khiến tâm phát khỏi tha tâm trí chứng thông, cũng khiến tâm phát khỏi túc trụ tùy niệm trí chứng thông, cũng khiến tâm phát khỏi thiên nhãn trí chứng thông. Khi ấy, đối với các trí chứng thông đã phát khỏi, ta tuy khéo thủ tướng nhưng không chấp trước. Đối với các trí chứng thông đã phát khỏi, hoàn toàn không mê đắm. Đối với các trí chứng thông đã phát khỏi, hoàn toàn không sở đắc. Khi ấy, đối với các trí chứng thông đã phát khỏi, ta dùng cái thấy như hư không, vô phân biệt, an trụ trọn vẹn. Này thiện hiện, khi ấy ta dùng diệu tọa tương ưng một sát na chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, nghĩa là hiện đẳng giác, đây là thánh đế khổ, đây là thánh đế tập, đây là thánh đế diệt, đây là thánh đế đạo. Hoàn toàn không sở hữu, thành tựu mười lực, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng vân vân Vô biên công đức an lập ba nhóm hữu tình sai biệt, tùy theo căn cơ của họ mà phương tiện dạy bảo dẫn dắt, khiến đạt được lợi ích an lạc thù thắng. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn làm sao như lai ứng tránh đẳng giác, có thể dùng vô tánh làm tự tánh phát khởi bốn tịnh lự, có thể dùng vô tánh làm tự tánh phát khởi năm phép thần thông, có thể dùng vô tánh làm tự tánh chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, có thể dùng vô tánh làm tự tánh an lập hữu tình thành ba nhóm, xong tùy theo căn cơ của họ mà phương tiện dạy bảo dẫn dắt, khiến đạt được lợi ích an lạc thù thắng